tôi vừa tìm hiểu ra nhé, ở đây là phở ở chợ phiên như này là phải là chuẩn bị sẵn như thế kia, thái sẵn. Tí mà khách đến, đồng bào người ta đến nhìn bát phở rồi, người ta mới có ưng hay không, người ta mới trả tiền rồi người ta ăn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Đấy. Wow. Bây giờ là 7 giờ sáng Chủ nhật. Trời hôm nay rất là lạnh, nhiệt độ hiện tại bây giờ đang là 10 độ C. Không biết chút nữa nhiệt độ sẽ giảm hay không. Và sau đây thì tôi sẽ mời tất cả mọi người chúng ta cùng theo chân tôi để cùng đi khám phá, trải nghiệm một nơi rất là thú vị. Chắc hẳn là nhiều người cũng đã biết rồi, nhưng mà mình cũng muốn giới thiệu ở một nơi mà mình đang sinh sống. Đó là chợ phiên vùng cao, chợ trung tâm huyện. Đó, xem có điều gì thú vị hơn. Bởi vì là mỗi chợ phiên nó có một cái nét riêng mà. Đấy. Và sau đây xin mời tất cả mọi người cùng theo chân tôi nhé. Đây rồi. Bây giờ tôi đang đứng ở khu trung tâm chợ. Vâng, chào anh. Đứng ở trung tâm chợ phiên nhá. Bây giờ tôi mới bật mí cho mọi người cùng biết, đây là chợ phiên trung tâm huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Những ngày này sẽ tập trung tất cả các đồng bào dân tộc thiểu số
trong địa bàn huyện Yên Minh cũng như là các huyện khác, và có thể nếu không phải trong mùa dịch bệnh Covid này có cả nước bạn nữa. Đấy, giao thương rất nhiều mặt hàng phong phú, tất cả các sản phẩm từ miền xuôi lên miền ngược, và đặc biệt là sản phẩm của địa phương là các hàng nông sản, những mặt hàng tự sản tự tiêu. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng đi khám phá từng thứ một nhé. Góc chuyên bán gia súc gia cầm nhá, có rất là đông.
sao giờ kia. Thái xã như này ạ, có nghĩa là tí Thanh gọi là có ngay đúng không? Thế là người ta đặt rồi cái này. Không. À. Đây là họ thích thái xã như thế, họ xem bát phở nhiều như thế nào họ mới vào ăn đấy. À, tôi vừa tìm hiểu ra nhé, ở đây là phở ở chợ phiên như này là phải là chuẩn bị sẵn như thế kia, à, thái sẵn. Ý mà khách đến, đồng bào người ta đến nhìn bát phở, người ta mới gọi theo yêu cầu. Đấy, nhìn bát phở rồi người ta mới có ưng hay không, người ta mới trả tiền rồi người ta ăn. Đấy, nó thú vị, là điều thú vị là như thế đấy. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu đến cho tất cả mọi người. Vâng. Giới thiệu cho tất cả mọi người một đồ ăn. Tôi thì rất thích sở trường, khẩu vị của tôi rất thích món này. Đấy, hầu như là cuối tuần tôi vào chủ nhật, cứ cuối tuần tôi sẽ mua một ít. Ở đây là 10.000 sẽ được một tô nhá các bạn nhé. Tôi muốn nói là mèn mén, rất là đặc biệt. Chị ơi, cho em một bát 10.000 đấy. Vâng. Khẩu chóa đây. Nhưng mà món này thì hôm nay tôi lại không ăn với tẩu chóa, tôi sẽ ăn với món khác. Rồi, cảm ơn chị nhá. Một chảy ớt tươi này. Ớt tươi một đống 10.000. Một ống 10.000 à? Một đống này 10.000. À thế ạ. Vâng. Cái chảy cho em. Vòng đi xung quanh chợ, nói chung là đi không hết được, mà thôi đến giờ là mình cũng phải về làm việc khác thôi. Thôi video đến đây là kết thúc. Chào tất cả mọi người.